Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái mẫu xe đạp cực kỳ lạ nữa. Đây là mẫu xe đạp ship cực độc nha. Xe này xe của Nhật bằng nhôm. Xe này các bạn thấy là nó cái bánh nhỏ, cái ghi đồng phía trên của nó tăng được, gấp lại được, rồi cái yên nó cũng hạ thấp xuống được. Và đặc biệt là nó gấp nhỏ lại nha. Đấy, nó có một cái clip bự. Clip trước thì bự, clip sau thì nhỏ. Tất cả xe đều bằng nhôm hết các bạn. Rất là nhẹ nha. Lốp có ruột. Cấu tạo trước các bạn thấy là thay vì cái bụng trước là nó ống, ở đây nó là bằng miếng bằng nhôm. Xe này nhập từ Nhật các bạn, rất là chắc chắn, đẹp. Các bạn biết là những cái con xe mà xe đạp này của Nhật, đúng của Nhật luôn, thì người ta làm rất là tinh xảo nha. Chạy êm, dòng nó không có bị lắc hay bị ổ gà gì nha. Đây là một con khá là độc để về mà các bạn sưu tầm, bỏ trong nhà. Nhãn hiệu của nó là Gecko. Gecko có nghĩa là con tách sùng, con tách kè nha. Nhảy qua nó có cái yên để chở người luôn nha. Những chi tiết trên xe là riêng hết các bạn, không có like món này hết. Con này phải nói là cực kỳ đặc biệt, độc, hiếm có thị trường nha. Đa số bây giờ người ta chạy xe xếp là xe Trung Quốc hết nha, xe nhái. Con này là xe Nhật. Xe Nhật thì mới bền và zin và không bị hư và chắc chắn nha. Xếp gọn bỏ xe du lịch nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn nhiều.